Tại phiên tòa xét xử cựu chủ tịch Trịnh Văn Quyết cùng 49 bị cáo trong vụ án lừa đảo và thao túng thị trường chứng khoán, ông Trịnh Văn Quyết khẳng định sẽ dùng tài sản cá nhân của mình đang bị phong tỏa để khắc phục hậu quả nếu hội đồng xét xử tuyên án phải bồi thường 4.300 tỷ đồng. Thời điểm 2020-2021, do dịch COVID-19 khó khăn về tài chính nên ông Quyết đã bán số cổ phiếu của công ty Faros, nhưng trong suy nghĩ và kế hoạch bị cáo mong muốn bán ra rồi sẽ mua lại, nhưng đến năm 2022 bị bắt nên không thực hiện được. Mặc dù đã bán phần lớn cổ phiếu ra thị trường, một năm sau, bị cáo Quyết vẫn lấy tài sản riêng để đảm bảo cho nghĩa vụ vay vốn ngân hàng của công ty Faros. Ông Quyết giải thích, lý do Faros là công ty bị cáo rất tâm huyết, dù bán phần lớn cổ phiếu, bị cáo vẫn có trách nhiệm đảm bảo các hoạt động bình thường của công ty nên đã lấy tài sản cá nhân để đảm bảo cho các khoản vay. Hiện bị cáo vẫn dùng tài sản cá nhân của mình để bảo đảm hoạt động bình thường của Faros. Đến nay, khoản đảm bảo vay này vẫn còn hiệu lực. Theo cáo trạng, ông Trịnh Văn Quyết có trách nhiệm dân sự lên đến 4.300 tỷ đồng cho hai tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và thao túng thị trường chứng khoán. Tại tòa, ông Quyết nói nếu hội đồng xét xử tuyên án phải bồi thường, xin được dùng tài sản cá nhân trị giá khoảng 5.000 tỷ đồng của mình để khắc phục. Tuy nhiên, số tài sản này bị phong tỏa từ ngày ông Quyết bị bắt đến nay. Ông Quyết trình bày mới được cơ quan tố tụng cho phép bán tài sản tâm huyết là hãng hàng không Bamboo và trước mắt đã thu được gần 200 tỷ đồng. Số tiền này đã được chuyển vào tài khoản của văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra. Số tiền 500 tỷ tiếp theo khi nhận từ việc bán hãng hàng không Bamboo, ông Quyết sẵn sàng nộp khắc phục hậu quả. Bị cáo tiếp tục nhờ gia đình tác động để có được khoản bồi thường từ bạn bè, người thân, tìm mọi cách khắc phục hậu quả của vụ án. Bị cáo kính mong hội đồng xét xử tạo điều kiện thuận lợi để bị cáo được xử lý tài sản cá nhân gần 5.000 tỷ đồng đang bị phong tỏa 2 năm qua để khắc phục hậu quả vụ án. Bị cáo tha thiết mong hội đồng xét xử tạo điều kiện thuận lợi, ông Quyết nói. Cũng theo trình bày của ông Quyết, trong quá trình điều tra, truy tố, xét xử, ông đã đề nghị bán cổ phần tại tập đoàn FLC nhưng đến nay chưa được phép. Trong trường hợp được dỡ phong tỏa tài sản cá nhân nhưng vẫn không đủ tiền để khắc phục hậu quả vụ án, ông Quyết khẳng định sẽ tìm mọi cách để khắc phục hậu quả. Tòa Nhân dân huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh vừa mở phiên tòa xét xử trực tuyến rút kinh nghiệm 2 cấp đối với Phạm Văn Bất về tội tàng trữ trái phép chất ma túy. Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân Hương Sơn, cuối tháng 2 năm 2024, Phạm Văn Bất sinh năm 1989, trú tại thôn Huệ Lai, xã Phụ Ủng, huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên, xuất cảnh sang Lào mua heroin và hồng phiến đưa về Việt Nam để dùng dần. Khoảng 20 giờ ngày 7 tháng 3 năm 2024, Bất ra bến xe Viêng Chăn Lào nhờ một người đàn ông Lào hành nghề xe ôm không rõ tên tuổi địa chỉ mua 49,2929 gam heroin và 4,1507 gam methamphetamine với giá 10 triệu 400 kíp Lào. Mua được ma túy, ngày 8 tháng 3 năm 2024, Bất bắt xe khách về Việt Nam. Đến khoảng 19 giờ cùng ngày, khi xe khách về đến cửa khẩu quốc tế Cầu Treo, huyện Hương Sơn, Bất xuống xe vào làm thủ tục nhập cảnh thì bị lực lượng chức năng phát hiện và bắt giữ cùng toàn bộ tang vật. Tại phiên tòa, Bất thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Hội đồng xét xử Tòa Nhân dân huyện Hương Sơn tuyên phạt Phạm Văn Bất 132 tháng tù giam. Công an huyện Tương Dương vừa phá thành công chuyên án bắt đối tượng Cụt Thị Mùi, sinh năm 1991, trú tại xã Ngọc Lâm, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An, về hành vi mua bán trẻ em, qua đó giải cứu thành công 3 nạn nhân. Quá trình điều tra xác định, năm 2014, trong lúc nạn nhân K đang ở nhà, Vi Thị Xoan, mẹ của Cụt Thị Mùi, trú tại xã Ngọc Lâm, huyện Thanh Chương, thì được Mùi, khi đó đang ở nước ngoài, có liên lạc qua điện thoại và hứa hẹn đưa Ca sang nước ngoài để chăm con cho Mùi và sẽ tìm việc làm cho Ca. Khi Ca sang nước ngoài thì bị Mùi bán cho một người đàn ông mua về làm vợ với giá khoảng 180 triệu đồng. Qua quá trình điều tra, mở rộng vụ án, cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Tương Dương tiếp tục giải cứu thành công 2 nạn nhân nữa, trú tại xã Yên Hòa và Lượng Minh, huyện Tương Dương. Hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Tương Dương đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Cụt Thị Mùi về tội mua bán trẻ em và mở rộng điều tra vụ án. Trong hai ngày 22 và 23 tháng 7, Tòa Nhân dân thành phố Đà Nẵng mở rộng phiên tòa xét xử sơ thẩm các bị cáo trong vụ án xảy ra tại trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng. Cụ thể, bị cáo Lâm Thị Hồng Tâm, sinh năm 1973, trú quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng, nguyên thủ quỹ trường Đại học Bách khoa. Hoàng Quang Huy, sinh năm 1989, trú quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng, nguyên trưởng phòng kế hoạch tài chính trường Đại học Bách khoa, bị xét xử về tội tham mô tài sản. Bị cáo Đoàn Quang Vinh, sinh năm 1962, trú quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng, nguyên hiệu trưởng trường Đại học Bách khoa, bị xét xử về tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí. Bị cáo Phạm Thị Huỳnh Như, sinh năm 1987, trú quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng, và Nguyễn Khánh Dương, sinh năm 1997, trú quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng,
bị xét xử về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Lâm Thị Hồng Tâm tử hình, Hoàng Quang Huy tù chung thân về tội tham mô tài sản, Đoàn Quang Vinh 4 năm tù về tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí, Phạm Thị Huỳnh Như tù chung thân, Nguyễn Khánh Dương 20 năm tù cùng về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo cáo trạng, ngày 3 tháng 2 năm 2023, khi phát hiện việc chậm trả tiền lương cho cán bộ, viên chức và học bổng cho sinh viên, Trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng đã tiến hành kiểm tra và phát hiện có sai phạm. Từ đây, công an xác định từ ngày 15 tháng 7 năm 2020 đến ngày 10 tháng 2 năm 2023, bị cáo Lâm Thị Hồng Tâm, Hoàng Quang Huy đã lợi dụng chức vụ quyền hạn để lấy hơn 186,2 tỷ đồng của Trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng để che giấu hành vi chiếm đoạt. Bị cáo Tâm và Huy hợp thức hồ sơ, sổ sách, chứng từ kế toán. Đối với bị cáo Đoàn Quang Vinh, khi đang làm hiệu trưởng Trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng trong giai đoạn từ mùng 1 tháng 7 năm 2020 đến 31 tháng 12 năm 2022, đã ký xét không ghi số tiền cụ thể, không tổ chức kiểm tra kế toán trong nội bộ đơn vị, ký hợp thức các biên bản kiểm tra quỹ hàng tháng của trường vào cuối năm, buông lỏng quản lý tài sản của nhà trường, dẫn đến để cho Lâm Thị Hồng Tâm, Hoàng Quang Huy chiếm đoạt tiền của nhà trường, gây thất thoát tài sản của nhà nước với tổng số tiền hơn 179 tỷ đồng. Từ tháng 12 năm 2018 đến ngày 10 tháng 2 năm 2023, với ý định chiếm đoạt tài sản, Phạm Thị Huỳnh Như đã có hành vi đưa ra thông tin gian dối như mở tiệm nail, đầu tư chứng khoán, nuôi tôm, buôn gỗ, thắng đánh bạc để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của Lâm Thị Hồng Tâm với tổng số tiền chiếm đoạt hơn 203 tỷ đồng. Từ tháng 9 năm 2020 đến ngày 10 tháng 2 năm 2023, Nguyễn Khánh Dương biết Phạm Thị Huỳnh Như đưa ra các thông tin gian dối để chiếm đoạt tiền của Lâm Thị Hồng Tâm nhưng vẫn đồng ý thực hiện các hành vi gian dối như đóng giả đối tượng tên Hùng nói chuyện với Lâm Thị Hồng Tâm để Tâm tin tưởng chuyển tiền cho Như qua tài khoản của Nguyễn Khánh Dương giúp Như chiếm đoạt của Tâm số tiền hơn 180. Luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ vừa được Quốc hội thông qua ngày 27 tháng 6 có hiệu lực thi hành ngày 1 tháng 1 năm 2025 đưa ra các hành vi bị nghiêm cấm thực hiện, trong đó có quy định về nồng độ cồn. Điều khiển xe cơ giới tham gia giao thông đường bộ không có giấy phép lái xe, điều khiển phương tiện tham gia giao thông mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn, chất ma túy hoặc các chất kích thích, xúc phạm, đe dọa, cản trở, chống đối người thi hành công vụ về giao thông đường bộ, đua xe, tổ chức đua xe, xúi dục, giúp sức, cổ vũ đua xe trái phép, dùng tay cầm và sử dụng điện thoại hoặc thiết bị điện tử khác khi lái xe, giao xe cơ giới, xe máy chuyên dùng cho người không đủ điều kiện theo quy định của pháp luật tham gia giao thông, đưa xe cơ giới, xe máy chuyên dùng không đảm bảo quy định về an toàn kỹ thuật, nhập khẩu, sản xuất, lắp ráp xe cơ giới, xe máy chuyên dùng không đảm bảo quy định về chất lượng an toàn, cải tạo xe ô tô loại khác thành xe chở người trừ cải tạo thành ô tô chở người phục vụ mục đích quốc phòng an ninh, cải tạo trái phép, cố ý can thiệp làm sai lệch chỉ số trên đồng hồ của xe cơ giới, xe máy chuyên dùng, cố ý can thiệp thay đổi phần mềm điều khiển của xe, chở hàng hóa vượt quá khối lượng toàn bộ, tải trọng trục, kích thước cho phép của xe hoặc vượt quá tải trọng, kích thước giới hạn, cho phép của đường bộ khi chưa được cơ quan quản lý cấp phép hoặc không đảm bảo yêu cầu theo quy định của luật này, vận chuyển hàng hóa cấm lưu thông, vận chuyển trái phép hoặc không thực hiện đầy đủ các quy định về vận chuyển hàng hóa nguy hiểm, động vật hoang dã, đe dọa xúc phạm tranh giành lôi kéo hành khách, chở quá tải, quá số người theo quy định của pháp luật, lắp đặt sử dụng thiết bị âm thanh ánh sáng trên xe cơ giới, xe máy chuyên dùng gây mất trật tự an toàn giao thông, sản xuất sử dụng mua bán trái phép biển số xe làm thay đổi chữ số, màu sắc, hình dạng, kích thước của biển số xe, làm gián đoạn hoạt động hoặc làm sai lệch dữ liệu của thiết bị giám sát hành trình camera lắp trên xe theo quy định của luật này, hủy hoại làm hư hỏng, làm mất tác dụng thiết bị điều khiển giám sát giao thông đường bộ, đặt để chướng ngại vật, vật cản khác trái phép trên đường bộ gây mất an toàn giao thông, cản trở người phương tiện tham gia giao thông trên đường bộ, lợi dụng, lạm dụng nhiệm vụ đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường bộ để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật, lợi dụng chức vụ quyền hạn nghề nghiệp của bản thân hoặc người khác để vi phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông đường bộ, sử dụng quyền của xe ưu tiên khi không thực hiện nhiệm vụ theo quy định của pháp luật, không khai báo gian dối hoặc cung cấp thông tin tài liệu không đúng sự thật để trốn tránh trách nhiệm khi bị phát hiện vi phạm trật tự an toàn giao thông, bỏ trốn sau khi gây tai nạn giao thông đường bộ để trốn tránh trách nhiệm, điều khiển vật thể bay, tàu bay không người lái, phương tiện bay gây cản trở hoặc nguy cơ mất an toàn giao thông.